Xin chào quý anh chị. Mấy bữa trước em Liên có quay một cái clip tổng bãi thì có nói với anh chị là bên em về 1 nguyên 10 anh chị. Thì ngày hôm nay em cũng chia sẻ với anh chị chi tiết về em xe này nha. Anh chị nào là đang tìm Y10 số sàn mà đời cao thì mình thử nghiên cứu thử em này giùm em nha. Em Y10 này là sở hữu nước sơn màu bạc anh chị, nội thất của nó là nguyên zin này mà anh chị. Và dòng này là Y10 hatchback nha anh chị, chứ không phải sedan nha. Xe này là 2017 số sàn bên em mới về. Xe trang bị cho mình là màn hình cam da và cam hành trình đầy đủ rồi. Và Y10 hatchback này là bản đủ anh chị ha. Để em mở thử km lên xem coi nó bao nhiêu rồi. Xe thì trang bị cho mình cả đề startup luôn nha. Auto mới có 157.000 thôi anh chị, đây 2017. Đây mà anh chị vô xong xem phần sau. Vì Y10 anh chị thì nó là phơm dán hatchback thì phần sau nó cũng rộng, rất là rộng nha anh chị ha. Ngồi cái khoảng cách rất là dài. Trần thì hiện tại là trần em chưa có bọc. Trần này là trần zin luôn. Có gì em sẽ bọc ni lông cho anh chị cho nó sạch sẽ. Và anh chị vô xong xem cái phần cốp này. Phần Y10 thì cốp sau nó hơi rộng hơn cái so với Morning với xe bắc nha. Này, anh chị thấy không? Gầm bè chuẩn. Cái phần này nó sáng trưng luôn. Đèn đuốc thì nó cũng rất là sáng anh chị ha. Xe biển số Sài Gòn thì bên em sẽ sơ cho anh chị. Hiện tại thì bên em cái phần mà Y10 anh chị là em về một con hatchback và một con sedan. Anh chị nào cần loại nào thì cứ alo cho em 017 525 999. Liên hệ với em sẽ tư vấn từ con cho nha. Đây tất cả các dòng chị. Em xe này thì 4 cánh cửa dòng chị vẫn nguyên. Nhưng mà có một cái là bên cần chỉ capo nha anh chị ha. Để em mở cái phần capo lên cho mình coi. 2017 này bên em hôm bữa có nói với anh chị là cái giá mình đưa ra là tầm 230-240. Thì bữa nay em sẽ bán với giá là 238 triệu bao đúng hồ sơ cho anh chị nha. Máy rất là êm ha. Anh chị mời anh chị coi cái phần capo. Anh chị dùng chị capo còn đèn đuốc thì nó rất là sáng anh chị. Xe thì bên em đã dọn rồi, anh chị tới thì bắt đầu mình coi cái phần nào mình không hài lòng á thì bên xe em sẽ cho khắc phục thêm. Đăng kiểm thì nó cũng còn rất là dài anh chị, tháng 8 2026 luôn. Tháng 8 2026 thì mình sẽ đi được một năm rưỡi 2 năm luôn. Cái phần nội thất anh chị, này nội thất này nè, là nội thất của riêng theo xe. Em thấy nó không có được đẹp nha. Anh chị mua thì em sẽ hỗ trợ cho mình bọc ghế đi. Thông thường Y10 cái dàn ghế của nó zin á, nó không có nhìn không có ưng mắt mấy. Để em cho lên một bộ ghế da cho anh chị luôn. Xe thì có màn hình cam da đầy đủ rồi, giờ mình bọc cái ghế là rất là đẹp. Mâm thì cũng mâm phay anh chị ha, vỏ thì hiện tại là theo như em thấy là khoảng 80% anh chị. Rất là dày. Y10 thì máy nó có 1.2 thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ nó rơi vô khoảng 5-6 lít 100 cây anh chị. Rất là tiết kiệm. Nên mình thí dụ như mình muốn mua để đi gia đình hoặc là chạy kèm dịch vụ thì mình cứ mua về mình chạy thôi. Thì nó là thuộc một trong những dòng mà gọi là siêu tiết kiệm. Rồi anh chị nào mà quan tâm em Y10 này thì liên hệ với em liền nha. Tại vì lúc trước á, thật sự luôn á, cái dòng Y10 Morning là tụi em đang rất bị đứt hàng anh chị. Mới về có 1-2 xe thôi. Thì anh chị nào mà coi được cái clip này thì cứ gọi trực tiếp cho em Liên 0777-525-999 thì mình chốt ngay em này nha. 238 triệu, đời 2017 số sàn nha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại anh chị lần sau.